Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Ước mơ cho em kỳ này, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp lại anh em mồ côi Trần Văn Toàn, Trần Văn Quang ở thôn Phú Cốc, xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản. Nếu theo dõi chương trình, chắc hẳn quý vị và các bạn còn nhớ hoàn cảnh của anh em Toàn mồ côi cả cha lẫn mẹ, được bà ngoại đón về nuôi dưỡng. Tuy nghèo nhưng bà cháu yêu thương nương tựa vào nhau để cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thật không may, những ngày tháng ấy cũng không được bao lâu thì bà ngoại lại đột ngột qua đời, để lại hai cháu nhỏ bơ vơ, côi cút. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến thăm hai anh em Trần Văn Toàn. Cách đây khoảng 5 tháng trước, khi chúng tôi tìm đến thăm anh em Trần Văn Toàn, cũng là lúc bà cháu quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng ấm áp. Cha mẹ lần lượt ra đi trong 2 năm liền, để lại hai anh em Toàn mồ côi, không người chăm sóc. Thương hai cháu nhỏ côi cút, bà ngoại đã đón anh em Toàn về nuôi dưỡng, chăm sóc. Mặc dù hoàn cảnh của bà cũng éo le, khó khăn trăm bề, nhưng chính tình yêu thương của bà dành cho anh em Toàn đã giúp bà gắng gượng vượt lên nỗi đau để chăm lo, bù đắp phần nào thiệt thòi cho hai đứa cháu nhỏ côi cút có được cuộc sống bình thường, được học hành như bao bạn nhỏ khác. Để lo cho con cho cháu, bà đã dần bán đi vườn ao. Cuộc sống hàng ngày của ba bà cháu Toàn chỉ trông vào thu nhập từ mấy sào ruộng và con gà, con vịt. Bà chăm sóc cho anh em Toàn từ bữa ăn, giấc ngủ. Chính vì thế mà với hai cậu bé, bà ngoại vừa là cha, vừa là mẹ mà các em hết mực yêu thương. Nhận thức được hoàn cảnh của mình, cảm nhận được sự hy sinh vất vả của bà, anh em Toàn càng yêu thương và trân quý những gì bà ngoại dành cho mình. Trước mắt thì cũng cố cố học hết cấp lớp 9, đỗ cấp 3 để học hết cấp 3 để có thể ra trường có nghề, đi học nghề. Cũng phải suy nghĩ cho thằng em thì cũng phải cố gắng vượt qua để mà sau lo cho thằng em được. Bà ngoại em ấy là thương cháu nên là đón hai anh em về để nuôi và cho ăn học. Thế tuy nhiên là ba bà cháu ở với nhau thì bà bây giờ già lắm rồi, 72 tuổi, yếu mà bà lại bệnh tật nhiều lắm. Thế nên là ba bà cháu cứ đùm đúng nuôi nhau thôi. Cái hoàn cảnh của cháu đây, hai cháu là cháu mồ côi. Bố cháu thì cũng mất sớm. Thế thì mẹ cháu thì cách đây được khoảng 2 năm thì bị tai nạn lao động. Thế là bị ngã ra giáo từ tầng 2 xuống là mẹ cháu qua đời. Thế thì bà ngoại thì cháu ở quê thì cái thương cháu là trên đấy thì ở trên Thái Nguyên. Cháu là sinh sống ở trên Thái Nguyên với mẹ cháu. Thế để đón cháu về đây nuôi là dạy dỗ cháu để phấn đấu là các cháu lớn lên là có cái hướng phát triển là ăn được ăn học đến nơi đến chốn. Éo le thay, những tháng ngày bà cháu bên nhau cũng thật ngắn ngủi. Chỉ mới đây không lâu, tuy vất vả thiếu thốn nhưng bà cháu no đói có nhau. Hàng ngày sau giờ tan học về đến nhà là được thấy bóng dáng của bà tần tảo. Thì giờ đây anh em Toàn chỉ còn được nhìn thấy bà qua tấm di ảnh. Không khí ảm đạm đau thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Vào cái ngày định mệnh ấy, bà ngoại đã đột ngột rời xa anh em Toàn, ra đi không bao giờ trở lại. Nỗi đau mất cha mẹ còn chưa nguôi ngoai, thì người bà, người che chở, chăm sóc là chỗ dựa duy nhất để anh em Toàn bấu víu. Lại bỏ lại hai anh em không một lời trăn trối, khiến hai đứa trẻ bàng hoàng, chưa chấp nhận được sự thật ấy. Hai cánh chim nhỏ mồ côi, ánh mắt nhìn về phía tương lai trong vô vọng. Toàn có thể chia sẻ cho cô khi mà hay tin bà mất thì tâm trạng của cháu như thế nào? Rất là sốc. Khi về nhìn thấy bà thì rất là tâm trạng rất buồn. Giờ không còn ai nương tựa, rất là sợ. Thế sau đấy thì cuộc sống của hai anh em như thế nào? Rất là thiếu. Có bà thì lúc nào cũng gọi bà, giờ thì không còn thì nó mất đi, nó thiếu vắng người. Nó cứ làm sao. Rất là nhà rất là trống vắng. Thì cháu cứ học hết cấp 3. Nếu thi được đại học thì học nữa, không thì
đi học nghề xong rồi là, là ra trường nuôi em, à, đi làm nuôi em. Ở đây là quê ngoại chứ không phải quê nội, thì là chúng nó gọi tôi bằng ông. Thế vừa rồi được ủy quyền của cậu, đấy, thì là giao tôi là bảo mẫu trông nom rồi ăn các cháu, thì cho các cháu thì nói chung với chị là nó còn dại, là các cháu cậu họ thì xa. Thế vừa rồi bà đi lại bảo thôi ông ở nhà tất cả nhà khác thì ông ra ông rắn rồi ông bảo ban các cháu hoặc các nhà nào về thì ông tiếp đón con không về được. Thế thì con nói thật với chị thì tôi nói thẳng là cũng bận, thế nhưng mà tôi bận thì bận, nọ là chụp cho các cháu vào trong kia, tôi mới trí tôi bảo thôi có để cho hai đứa ngoài này để cho các cháu nó còn quay nhà quay cửa. Thế là thắp hương bà, chứ ông cũng không có cho cháu được, chỉ bảo ban các cháu thôi. Bây giờ từ mẹ mất đã khổ, giờ lại thấy bà như thế, trong trường có bà thôi thì cậu phải đỡ đần nuôi rồi, còn bà chỉ trông nom bảo hảo cháu học ăn học thôi. Các cháu buồn nó thật, không phải động viên các cháu, mất một đêm là cũng có ngủ đâu, cứ ngồi thôi. Hai cháu được cái là rất ngoan, chăm ngoan học giỏi. Thế để các cháu thì đến nay thì cũng do cái sự thống nhất trong gia đình thì cũng để cho cậu mợ nuôi cháu. Thế nhưng cậu mợ thì mới xây dựng gia đình cho nên hoàn cảnh kinh tế là cũng rất là khó khăn. Các cháu thì trên Hà Nội nhưng mà thỉnh thoảng chủ nhật mới về được. Thế cho nên là ở đây thì cũng nhờ là ông chú là cũng gần đây là cũng chăm sóc và thăm nom các cháu. Thế rồi dạy dỗ các cháu là giúp đỡ các cháu thì trong cái hoàn cảnh thì cũng là do cái điều kiện thì tuy rằng ở ngoài này nhưng mà trong xóm thì nó mới cách trở. Thế cho nên là ra ngoài này thì cũng thỉnh thoảng thì chiều sớm chiều tối mới ra ngoài này. Chia sẻ với hoàn cảnh đáng thương của anh em Toàn, nhóm thiện nguyện Thiện Tâm Nam Định đã kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ giúp đỡ cho anh em Toàn số tiền gần 21 triệu đồng. Số tiền này sẽ được nhóm trao định kỳ hàng tháng, mỗi tháng 1 triệu đồng để trang trải việc học cho anh em Toàn trong thời gian tới. Hy vọng với số tiền nhỏ ấy sẽ giúp cho anh em Toàn tiếp tục được cắp sách đến trường để vững vàng bước tiếp trên con đường tương lai phía trước. Mong tất cả các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân trên mọi miền đất nước, trong và ngoài nước thì thật sự là hoàn cảnh các cháu thì rất là khó khăn. Bà mất rồi, bây giờ cậu thì cũng ở xa. Thì mong mọi người bớt một chút gọi là với lòng hảo tâm để giúp đỡ các cháu, cho các cháu trưởng thành và sau này học hành lên người. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn con đường tương lai phía trước của anh em Toàn còn rất nhiều khó khăn và chông gai. Bên cạnh ý chí mạnh mẽ và nghị lực vượt lên của các em thì rất cần sự chung tay, những tấm lòng nhân ái của cộng đồng. Hy vọng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự sẻ chia giúp đỡ của quý vị và các bạn đối với trường hợp của hai anh em Trần Văn Toàn. Mọi thông tin xin gửi theo địa chỉ chương trình Ước mơ cho em, phòng biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định, số 6 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Nam Định. Còn bây giờ, chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.